Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Khánh Đức TV. Hôm nay là tin cực kỳ nóng nha mọi người, tin rất nóng luôn mà mình đã cập nhật được ngay lập tức. Mình cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Tại sao trưa nay mình làm clip rồi, đăng tải rồi. Nhưng bây giờ mình cập nhật được thông tin rất mới liên quan tới Thầy Minh Tuệ cũng như là bà Phương Hằng. Chính thức mình sẽ quay xe với bà Phương Hằng từ ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cái buổi live stream trước kia thì bà ấy nói rất là có nhiều những cái người ta gọi là nước đôi. Thì đến ngày hôm nay chính thức là bà Hằng đã cực kỳ bà ấy đã bức xúc và bà đã nói lên, đã nói theo cái câu mà mình đã nói ở video trước. Mình đã phỏng đoán, đã dự đoán cực kỳ là chuẩn nha mọi người. Và mình sẽ cập nhật cho các quý vị, chúng ta hãy cùng nghe những cái lời chia sẻ, những cái câu từ của bà ấy nói về Thầy Minh Tuệ. Phải nói là cực kỳ nha mọi người. Đây là một video rất mới, hình như là bà ấy, mình đã lưu lại được. Và bà Hằng bà ấy cũng đã xóa cái, mình chưa biết xóa chưa, nhưng tí nữa mình vào mình coi lại. Nhưng mà mình đã lưu được cái này vào. Và lúc đó mình sang cái máy này mình tìm lại thì chỉ thấy 2-3 chiếc, không thấy cái này nha mọi người. Hay là ẩn đi là như nào. Nhưng mình sẽ cho mọi người chúng ta cùng nghe, và mọi người cùng nghe những cái lời này cực kỳ là bức xúc. Chính vì câu nói này, thật sự đến bây giờ là tất cả mọi người, những ai là fan của bà Hằng thì chắc chắn những người đang chuẩn bị và đã thì người ta sẽ quay xe 100%. Trong đó là có Khánh Béo TV. Đây là mình cũng xin được nói thẳng với quý vị là như vậy. Và tại sao mình lại mong muốn cho mọi chuyện nó êm đềm theo một cái cách mà gọi là mình kính trọng bà ấy, rồi mình kính trọng Thầy Minh Tuệ. Đó là cái việc nó rất đơn giản. Nhưng bà Hằng lại không cho cái điều đó là thật. Và bây giờ bà đã chính thức, bà Hằng đã lên tiếng và đã nói một câu mà khiến cho tất cả chúng ta, khiến cho tất cả mọi người hiện tại nghe được câu này thì bức xúc đến mức độ tột cùng. Và tới đây YouTube rồi TikTok rồi là Facebook thì tràn lan câu chuyện này của bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, thì đây là chúng ta chỉ phân tích, mình phỏng đoán, mình dự đoán ở tất cả các cái clip trước là hiện tại đến giờ là chuẩn 100% luôn, không có sai một tí nào luôn. Và mình cũng mong rằng mình sẽ truyền tải cái video này đến các quý vị và các bạn để mong cho mọi người chúng ta nghe được, để chúng ta đánh giá và để chúng ta nhìn nhận con người của bà Nguyễn Phương Hằng, để cho tất cả mọi người xem rằng cái việc mà bà Hằng bà nói câu này liệu đã đúng hay chưa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Thầy Minh Tuệ hiện tại, đúng không, vẫn đang bình an, vẫn đang đi khất thực, thì liệu câu nói này của bà Nguyễn Phương Hằng có sớm quá hay không, đúng không thưa mọi người. Thì ngay sau đây em không để các quý vị phải chờ lâu, mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe những cái chia sẻ và những cái câu nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nhá. Đây mọi người nhìn đây. Mày tu như thế nào lương tâm mày biết, mày biểu rằng là ai cũng đi tu hết đi, Mỹ nó cho ăn, ý gì vậy? Vậy là các anh chiến sĩ bộ đội công an bỏ súng bỏ hết đi theo mày đi tu hả? Đất nước này về tay ai? Quý vị thấy không, tôi nói rồi, quốc là không trượt phán nào, tôi dò là tôi thấy rồi, tôi đã nghe được hơi hướng rồi, đúng không quý vị? Cho nên tôi nói hôm nay là vì sao? Vì ảnh hưởng tới đất nước tôi mới nói. Còn mày tu như thế nào, phước của mày mày hưởng. Còn mày gieo nghiệp cho nhân dân này, mày gieo họa cho nhân dân này, dứt khoát tao phải chửi mày. Ai binh cứ binh. Cái thằng cu tuệ đó, quý vị nhìn đây, ngu không ra ngu, khôn không ra khôn. Muốn đi lên nói phải có kịch bản. Mặc dù tôi không biết nhiều về đó, tôi không có thời gian, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là một thuyết âm mưu. Thưa với mọi người, thì đó là mọi những cái lời lẽ mà bà Hằng đã nói về Thầy Thích Minh Tuệ. Tao kêu mày là thằng cu. Đó, mọi người có nghe thấy không? Tao kêu mày là thằng cu. Còn không, bây giờ tao kêu gọi mày là thằng. Mọi người nghe thấy câu chuyện này nó có được không ạ? Thực ra mà nói như này này. Nó có hai điểm. Thứ nhất, về phía Thầy Minh Tuệ chưa lộ diện
cơ quan chức năng chưa vào cuộc, tức là gì, chưa vào cuộc để làm gì ạ? Chưa bắt thầy Minh Tuệ, thì hiện tại thầy vẫn đi khất thực bình thường, không lý, không vấn đề gì cả. Mà đặc biệt hơn nữa là hôm nay từ Nha Trang đó, mọi người đưa thầy về Gia Lai và thầy đã đi khất thực và thầy trông hồng hào, béo khỏe lên rồi mọi người. Thế thì đây là một cái điều mà vui cho những fan, cho những người yêu mến thầy. Thế thì phải chăng là nhiều người đón thầy quá, cô Hằng lại tức giận hay sao? Hả mọi người? Mà bây giờ cô Hằng lại nói là tao gọi mày là thằng cu. Đấy, gọi thằng cu Minh Tuệ đây này. Đây quý vị có thể nghe nhá, chính xác những cái lời lẽ đó nhá. Mình cho quý vị nghe lại không thì có rất nhiều người chưa được nghe. Mọi người nghe lại nhá. Tuệ, chứ không thằng cu Tuệ là tao đã tử tế lắm rồi nha. Còn mày tu như thế nào lương tâm mày biết, mày biểu rằng là ai cũng đi tu hết đi, Mỹ nó cho ăn, ý gì vậy? Vậy là các anh chiến sĩ bộ đội công an bỏ súng bỏ hết đi theo mày đi tu hả? Đất nước này về tay ai? Quý vị thấy không, tôi nói rồi, quốc là không trượt phát nào, tôi dò là tôi thấy rồi, tôi đã nghe được hơi hướng rồi, đúng không quý vị? Cho nên á, tôi nói hôm nay là vì sao? Vì ảnh hưởng tới đất nước tôi mới nói. Còn mày tu như thế nào, phước của mày mày hưởng. Còn mày gieo nghiệp cho nhân dân này, mày gieo quả cho nhân dân này, dứt khoát tao phải chửi mày. Ai binh cứ binh. Cái thằng cu Tuệ đó, cái gì nhìn đây, ngu không ra ngu, khôn không ra khôn. Muốn đi lên nói phải có kịch bản. Mặc dù tôi không biết nhiều về nó, tôi không có thời gian, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là một thuyết âm mưu. Thực ra ấy, tôi vẫn cảm nhận được đây là cái cảm nghĩ của bà Phương Hằng thôi. Còn thực tế ra đây là quá sớm để kết luận một con người. Khi mà bà Hằng vừa mới ra khỏi trại giam thì chân ướt chân ráo về nhà, bà chưa hiểu một thứ gì về thầy Minh Tuệ cả. Tại sao thầy Minh Tuệ lại nói nếu? Bởi vì có cái người hỏi một câu, nếu tôi người đó làm YouTube là hỏi là nếu ai cũng đi tu như thầy thì làm thì đất nước sẽ như thế nào, thì thầy trả lời là toàn hoàn toàn theo sách nha mọi người. Riêng thầy Minh Tuệ là hoàn toàn thầy dựa trên cơ sở kinh nhà Phật, đã dạy thì dạy được đến đâu thầy hiểu đâu thầy nói đến đấy. Thầy Minh Tuệ không hề trả lời suông nha mọi, không trả lời theo ý nghĩ đâu nhá. Tức là thầy được học thì thầy nói như vậy. Và tại sao tất đây người ta hỏi nếu như ai cũng đi tu như thầy, chứ thầy có bảo là bây giờ mọi người đi tu theo con đi, cứ bỏ hết đi, nếu mà thầy Minh Tuệ xúi dục như vậy cơ thì nó lại là một nhẽ. Nhưng thầy đã nói từ đầu là con không kêu gọi ai đi theo, con không có hội, có bang, không lập nhóm, không gì cả. Con đi tu ai đi theo thì cứ theo, con không đuổi. Thế cho nên là cái câu hỏi mà ai cũng đi tu như thầy thì lấy gì ra để mà đất nước phát triển, để làm ăn? Thì thầy nói rằng là nếu ai cũng phát nguyện mà đi tu ấy, thì là các nước khác, nước ngoài người ta sẽ đem gạo rồi cây cối khác sinh sôi nảy nở. Nhưng mà cái hàm ý đó là toàn bộ nó nằm ở trong sách thầy đã được học. Cho nên ấy, nghe phải nghe kỹ, đây là người ta hỏi gần như kiểu hỏi xoáy thầy ấy, mọi người ạ. Gần như kiểu câu hỏi đó thì câu hỏi gần như là hỏi xoáy thầy. Nhưng mà làm gì có chuyện cả nước người ta đi tu được, cái chuyện đó chuyện hoang đường. Mấy ai làm được như vậy, mấy ai đủ can đảm để mà đi tu. Cho nên ngày hôm nay chị Hằng chị dám động chửi thầy Minh Tuệ rồi, và nói là thằng Minh Tuệ và nói là thằng cu Minh Tuệ. Đây là câu này chính thức bà Hằng nói ra từ miệng. Và theo mình được cảm nhận được thì chuyến này ấy, fan của chị Hằng chắc cũng là khó lòng mà ở lại với chị rất nhiều rất nhiều. Và mọi người cũng biết rằng ấy, những cái câu hàm ý của chị Hằng mình đã phỏng đoán từ mấy clip trước rồi, mà mình đã đăng tải cho mọi người rồi. Cho nên là không biết mọi người có nghe không, nhưng mình đã nói rồi. Cái câu nói của chị Hằng 50-50 đến bây giờ chị nói là tao quất mày đấy.
tao đã quất là không trượt phát nào, để xem. Và mình cứ để xem tình huống nó tới đâu, câu chuyện nó tới đâu, rồi xem ai sẽ thắng ai. Chuyến này sẽ chắc chắn một mất một còn, quý vị. Thế còn mọi người yên tâm, yên tâm một điều rằng như này, thầy Minh Tuệ mình nói rồi là có một cái hành động nhỏ thôi. Bây giờ thầy Minh Tuệ không khác gì như là một con chim ở trên đỉnh cây cao mà đã có một cái súng chĩa vào nó ống nhòm sẵn rồi ấy, mọi người ạ. Thầy bây giờ ví dụ thầy có một tư tưởng lệch lạc, dẫn dắt dư luận, kéo bè kéo phái để mà lập lên những cái hội nhóm, thì chắc chắn là chỉ cần một tích tắc thôi là thầy bị bế đi ngay. Bởi vì là bây giờ thầy vẫn chỉ là một người công dân bình thường, nhưng thầy chẳng có một cái hoạt động hội nhóm này, hay là chẳng có một cái gì liên quan tới cái việc để mà nói là có chống lưng, có phản động cả. Phản động ở đây là toàn những cái mồm ở trên TikTok này, ở trên Facebook, ở trên YouTube nói thôi. Chứ thực ra thầy Minh Tuệ làm gì có hội nhóm, làm gì có gì chống lưng. Chống lưng là đằng sau là chỉ có Phật. Đúng không? Mọi người có công nhận không? Thế còn bây giờ toàn bộ trên TikTok, trên Facebook, những cái câu phản động là từ TikTok, Facebook, chứ thầy Minh Tuệ nào có cái câu đó, đúng không? Mà thầy đã làm cái gì chưa mà nói đến phản động? Cho nên rằng là chúng ta kể cả sau này thầy có phản động đi chăng nữa, đúng không? Thì bây giờ thầy chưa có gì, thì trước mắt thầy đang trong sạch. Đối với chúng ta là thầy Minh Tuệ đang trong sạch. Thế còn cái vấn đề mà có chống lưng hay không thì rồi các quý vị sẽ rõ. Đây là bà Hằng, bà ấy rất nóng tính, bà đã vội vàng bà phụt ra rồi. Và vội vàng bà ấy nói ra rồi quý vị. Và tiếp tục chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện xem nó tới đâu. Và mình xin được kết thúc video tại đây. Mình sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Và mọi người hãy cho mình ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Khánh Béo nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất